Southgate đổi chiến thuật đặc biệt cho Anh trước Thụy Sĩ. Huấn luyện viên Gareth Southgate đang cân nhắc chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ cho trận tứ kết Euro 2024 gặp Thụy Sĩ vào ngày 6 tháng 7. Báo chí Anh cho biết Southgate đã thử nghiệm lại hệ thống 3 trung vệ trong buổi tập tuần này nhằm chuẩn bị cho trận đấu mà ông sẽ buộc phải thực hiện ít nhất một sự thay đổi ở hàng phòng ngự. Eji Konsa hiện là cái tên sáng nhất sẽ thấy chỗ Mark Guay bị treo giò, nhưng cầu thủ thuộc biên chế Aston Villa có thể sẽ là một phần trong hàng thủ 3 người mới của Tam Sư. Với John Stones ở trung tâm còn Kyle Walker đá trung vệ lệch phải. Điều đó sẽ giúp Southgate có nhiều lựa chọn cho vị trí hậu vệ cánh do Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier, Bukayo Saka và Luke Shaw, nếu khỏe mạnh, đều có thể đảm nhận các vị trí bên phải và bên trái. Hình hài của tuyển Anh nếu đá 3 trung vệ trước Thụy Sĩ. Ở giai đoạn cuối trận gặp Slovakia tại vòng bảng Euro 2024, Southgate thực tế đã cho Anh đá với sơ đồ 3 hậu vệ. Dù vậy, ông chưa bao giờ sử dụng hệ thống này ngay từ đầu ở một giải đấu lớn nào kể từ sau trận chung kết Euro 2021, nơi Tam Sư bại dưới tay Italia trên loạt sút luân lưu. Tuyển Anh vẫn còn 2 buổi tập nữa trong tuần này trước trận đại chiến với Thụy Sĩ, trong đó họ có thể quyết định giữ nguyên sơ đồ 4 hậu vệ. Dù vậy, rõ ràng sơ đồ 3 hậu vệ đang được Southgate cân nhắc nghiêm túc. Nhìn chung, chiến lược gia 53 tuổi sẽ phải tính toán kỹ lưỡng, bởi Thụy Sĩ có khả năng kiểm soát bóng cực tốt. Trước Italia ở vòng 1/8, Thụy Sĩ với sơ đồ 3-4-2-1 đã bóp nghẹt con mồi với việc kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Khi Thụy Sĩ không có bóng, Ruben Vargas cùng Fabian Ryder thường xuyên lùi xuống, giúp đội nhà luôn có 5 người ở khu vực giữa sân, qua đó áp đảo đối thủ về quân số để rồi nhanh chóng đoạt bóng bằng lối đá pressing rác. Nếu muốn hạn chế sức mạnh của Thụy Sĩ, tuyển Anh chắc chắn phải nắm giữ thế trận, không cho đối thủ luân chuyển bóng, đặc biệt là từ vị trí của đội trưởng Granit Xhaka, người hoạt động như một cỗ máy cầm nhịp và điều tiết siêu hạng.